Chúng ta thoát thai từ đâu? Bí ẩn dãy núi Himalaya. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với News TV. Những ngày đầu tháng 2 năm 2000, truyền thông của nước Nga đã phát đi một tin gây sửng sốt. Ngày 28 tháng 1 năm 2000, trong ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ, giáo sư Ernst Mudashev lần đầu tiên trên thế giới đã tái tạo thành công con mắt trong ổ mắt trống rỗng cho cô Tamara Gorbacheva, 37 tuổi. Cách đó đã 20 năm, Tamara đã mắc một cơn bào bệnh khiến nhãn cầu ở hai mắt của cô teo nhỏ chứ còn như hạt đổ. Tất cả các bệnh viện, tất cả các bác sĩ mà cô gái mù tìm tới đều từ chối không nhận bệnh nhân khó chữa này. Tuy nhiên, cô gái vẫn tin tưởng sẽ có một phép màu đến với mình, và phép màu đó đã đến cùng với bác sĩ Ernst Mordashev. Chất Aloplant bí ẩn cuộc phẫu thuật tái tạo con mắt hoàn chỉnh cho tamara chỉ từ các mô giác mạc được hiến tặng và vật liệu sinh học bí ẩn có tên alloplant của bác sĩ modachev trở thành một hiện tượng đặc biệt chưa có tiền lệ trong giới y học mặc dù ca phẫu thuật được ghi lại bằng video nhưng có rất nhiều nhà khoa học trên lĩnh vực y tế không tin chuyện này họ coi đó là một trò lừa bịp hoặc là đầu cơ trong y học của modachev bởi lẽ alloplant là vật liệu sinh học được tạo ra từ mô của người đã chết hiến tặng và theo modeshav vật liệu sinh học kỳ lạ này có khả năng tự sáng tạo ra các mô và bộ phận cơ thể người đồng thời thúc đẩy các bộ phận này phát triển nhanh mà không bị cơ thể người bệnh đào thải khi cấy ghép cặp mắt bí ẩn từ tây tạng ngày nọ valery lobankov một cộng sự trong nghiên cứu hình học nhãn khoa của morashev chuẩn bị có chuyến thăm tây tạng ông nói với người bạn này valery đến tây tạng cậu hãy để ý xem biết đâu trên các đền chùa ở đó lại có hình vẽ của con mắt nào đó cậu biết đấy không có lửa làm sao lại có khói gì đi nữa thì đôi mắt thống kê trung bình của loài người là ở tây tạng một tháng sau, Valerie gọi cho Modeshev từ Tây Tạng. Tuyệt vời lắm, đền chùa nào ở Tây Tạng cũng có như thể tấm danh thiếp hình vẽ con mắt to tướng khác thường, con mắt to đùn đặc biệt, chúng nhìn ta như thể cả ngôi đền đang nhìn ta vậy. Hóa ra ở Tây Tạng, ngôi đền hay chùa nào cũng có các hình vẽ một khuôn mặt bí ẩn, với một cặp mắt với mí mắt trên sụp xuống, một nốt son ở phía giữa bên trên cặp mắt và chiếc mũi như một dấu hỏi. Khi Valerie gặn hỏi về nguồn gốc và ý nghĩa của con mắt, các lạc ma Tây Tạng đều im lặng. Bí mật của các con mắt trên các bức tường rất quan trọng đối với họ. Biểu tượng đó nói lên một điều gì đó rất nguyên tắc. Lon nói, Dựa vào ảnh chụp đôi mắt tại các ngôi đền hay chùa ở Tây Tạng bằng phương pháp hình học nhãn khoa, Modesev và các cộng sự đã dựng lên được khuôn mặt của một người. Đó là một khuôn mặt kỳ lạ với cặp mắt có mí trên sập xuống, vần trán cao, chiếc đầu đặc biệt to, không có sống mũi, lỗ mũi có hình xoáy ốc và hai khe phía dưới. Tìm đọc cuốn sách của Nostradamus, một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất của Pháp, Modesse phát hiện rằng Nostradamus đã kể rằng trước đây đã có từng tồn tại nền văn minh có tên là Atlantis. Nền văn minh Atlantis do người Atlant xây dựng lên đó là một nền văn minh có trình độ phát triển rất cao và cuối cùng bị hủy diệt do sự xuống cấp về đạo đức. Ernst Mordashev ban đầu cho rằng khuôn mặt được tái tạo từ cặp mắt bí ẩn ở các cơ sở tâm linh Tây Tạng là khuôn mặt của người Atlant tiền sử. Tháng 9 năm 1995 tại hội nghị những cơ sở nền tảng của sinh thái và sức khỏe tinh thần của Crimea, Crimea có sự quy tụ của nhiều học giả từ ấn độ, đức, mỹ cũng như các thầy pháp đạo sĩ nhà ngoại cảm. Modershev trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học về hình học nhãn khoa, con mắt thống kê trung bình và cuối cùng là bức hình của người Atlant. Thật bất ngờ, bản báo cáo đã gây được sự thích thú lớn, mọi người đặt nhiều câu hỏi, thảo luận và trao đổi. Modershev cho biết. Ở hành lang có một người ăn mặc kiểu Ấn Độ bước tới tôi và rõ ràng, mạch lạc nói với tôi rằng ông ta không ngờ một học giả phương Tây nhờ logic đã khám phá một trong những bí mật cơ bản của phương Đông. Modeshev nhớ lại, đó là Ananta Krishna, một người tư luyện theo một tôn giáo của Ấn Độ, người được gọi là thầy và là người nắm bắt một vài bí mật trong tôn giáo. Cuộc trao đổi với Ananta đã nói với Modeshev rằng, bức hình về người Atlant mà ông tái tạo hoàn toàn đúng với sự thật, nhưng đó không phải là người Atlant, đó là khuôn mặt của người mà Ananta gọi là Ngài. Ngài là thiên tử, son of God, con của trời, Ngài đã tái tạo loài người hiện đang sinh sống trên Trái Đất, truyền cho họ tri thức, dạy bảo họ kiến thức, dạy bảo họ tiến bộ và đã không để họ tiêu vong. Chính nhân loại được tái sinh đó đã tỏa ra khắp thế giới, Ananta nói. Cuộc trao đổi với Ananta Krishna khiến Modashev trăn trở. Nếu con mắt của thiên tử được mô tả trên các đền chùa Tây Tạng, thì có nghĩa là người của nền văn minh chúng ta đã nhìn thấy và tiếp xúc với Ngài. Ngài ở đâu đến? Cho ông nảy ra ý nghĩ về sự tồn tại một nơi bảo quản những người của các nền văn minh trước đây trên trái đất, những người cổ xưa, đã ở đấy ra và xuất hiện giữa chúng ta. Và rồi Modashev cho biết, tất cả những câu hỏi đó đã làm xuống sang lòng tôi và các bạn tôi. Cố để có lời giải đáp cho các câu hỏi đó, chúng tôi đã lên đường thám hiểm xuyên Himalaya. Cuộc hành trình bắt đầu. Vật liệu sinh học kỳ diệu và những khám phá mới về hình học nhãn khoa đã dẫn dắt giáo sư Ernst Modashev và những nhà khoa học Nga dấn thân vào hành trình đến Himalaya để khám phá nguồn gốc loài người. Himalaya là dãy núi cao nhất hành tinh, trải khắp 7 quốc gia, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanmar và Afghanistan. Đó cũng là nơi phân chia cao nguyên Tây Tạng với tiểu lục địa Ấn Độ. Đây cũng là khu vực chứa đựng vô số điều bí ẩn của nhân loại. Là một nhà khoa học uy tín, giáo sư Ernst Modashev cho rằng các thành phần tham gia chuyến đi thám hiểm xuyên Himalaya cần phải có tư duy khách quan trong khoa học. Nhằm khẳng định hoặc phủ định giả thuyết của chính mình, chúng tôi đã tổ chức chuyến thám hiểm quốc tế thành phần của đoàn. Ngoài Nga ra, còn có đại diện của Ấn Độ và Nepal. Chuyến thám hiểm được tổ chức dưới sự bảo trợ của Viện Khoa học Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này bao gồm các học giả hàng đầu thế giới, trong đó có cả những người đạt giải Nobel, rất quan tâm tới các nghiên cứu của chúng tôi, Modyshev cho biết. Trong chuyến thám hiểm đầu tiên, Ernst Modyshev lựa chọn lộ trình từ Nga qua Ấn Độ tới Nepal rồi mới tới Tây Tạng trạng thái Somachi. Tại Ấn Độ, đoàn của Modeshev gặp lại đức Savamanaim, người đứng đầu đạo viện Ramakrishna tại thành phố Trandiga, một đạo viện hàng đầu Ấn Độ và đạo sư Dharam Das Bhakti tại thành phố Amritsar. Cả hai đạo sư này khi vừa nhìn thấy bức hình mà Modeshev đưa ra đều giật mình, kêu lên Samadhi, tiếng Việt đọc là Somachi, họ đều hỏi Modeshev rằng ông đã gặp người ấy phải không? Theo hai vị đạo sư của Ấn Độ, tại những hang động bí mật trong lòng đất khu vực Tây Tạng, có tồn tại những người có khuôn mặt giống như bức ảnh tái tạo của Mordechai đang ngồi thiền ở trạng thái Somachi với thân thể bất động như đá, như thể đã chết nhưng thật ra thân thể họ vẫn còn sống. Trạng thái bất động như đá, Stone Still State, là thuật ngữ để được giới khoa học nghiên cứu hiện tượng Somachi thừa nhận. Dĩ nhiên không phải xương thịt người ta biến thành đá tự nhiên, chỉ là thân thể trở nên rất và rất rắn, đạo sư Daram cho biết. Giải thích vì sao cơ thể của người trong trạng thái Somachi có thể trở nên rất rắn, Đại sư Ram cho biết, thông qua việc điều khiển trường sinh học để tác động vào nước trong cơ thể, những người nhập trạng thái Somachi vốn là những người có tâm hồn vô cùng trong sạch, thanh tịnh, có thể khiến trao đổi chất trong cơ thể họ hạ xuống điểm không, khiến cho cơ thể hóa cứng, gần như không bị tác động bởi vi khuẩn. Điều kiện tốt nhất để bảo quản cơ thể người trong trạng thái Somachi là nhiệt độ lạnh khoảng 4 độ C. Trong chúng ta, một số người thực hành thiền định sẽ biết đến khái niệm định. Định thường chỉ trạng thái mà một người tâm hồn trong sạch, không có chấp trước và tạp niệm, thì khi ngồi thiền có thể đạt đến trạng thái toàn thân bất động, như ý thức tỉnh táo, sáng suốt minh bạch, không có cảm giác về cơ thể. Người ta cho rằng trạng thái Somachi chính là định. Tuy vậy, Đạo sư Daram cho biết không phải ai tham thiền cũng đạt được định và không phải người nào học được cách nhập định rồi đều có thể đạt được trạng thái Sumachi khi mà thể xác có thể được bảo toàn trong nhiều năm, thậm chí hàng nghìn, hàng triệu năm. Vậy điều gì sẽ xảy đến với ý thức trong trạng thái Sumachi? Modeshev hỏi Đạo sư Daram. Trong học thuyết về Somachi có thuật ngữ OBE, Out of Body Experience, có nghĩa là trải nghiệm ngoài thân xác. Người ta có thể quan sát thân thể mình từ bên ngoài, ở trạng thái Sumachi, phần linh hồn ở ngoài dường như bên cạnh thân xác. Con người có thể tiếp tục sự sống sau khi thể xác đã rơi vào trạng thái như bị ướp khô, rồi lại quay về đó. Nhờ Sumachi có thể hiểu được sự sống của linh hồn, bạn thấy được thể xác mình trong thực tại, một thân thể bất động và dường như đã chết, xong bạn cảm thấy mình đang sống. Trong trạng thái Sumachi, con người hiểu rằng có thể sống không cần đến phần xác. Đạo sư Deram trả lời, trạng thái Sumachi có thật sự tồn tại. Nhiều người chúng ta được nghe câu chuyện về Bồ Đề Đạt Ma, sư tổ phái thiền tông của Phật giáo đã tham thiền nhập định 9 năm liên tục, không ăn không uống. Đây không phải là câu chuyện hoang đường, liệu khi đó Bồ Đề Đạt Ma có nhập Somachi hay không? Tờ báo London Telegraph năm 1880 đã thuật lại câu chuyện trong hồi ký của đại tá Claude Martin Wade, phái viên có toàn quyền Anh tại Punjab, Ấn Độ, về một trường hợp nhập Somachi trong 40 ngày. Năm 1837, đích thân Rajit Singh, quốc vương đế quốc siêu vùng Punjab hiện nay, đã yêu cầu Haridas, một giáo sĩ Hồi giáo người Ấn Độ, chứng minh khả năng trở về từ cõi chết sau một thời gian nằm dưới đất. Trước sự chứng kiến của nhà vua và các quan lại trong triều và một nhóm các quân nhân và bác sĩ người Anh và người Pháp, Haridas rơi vào trạng thái Somachi trong một thời gian ngắn. Tướng Osborne, một nhân chứng lúc bấy giờ, kể lại. Khi mọi dấu hiệu của sự sống đã tắt, người ta trói tay của Haridas và khóa lại. Tiếp đến, họ quấn một tấm vải lanh có dấu triện của nhà vua lên người ông ấy. Sau đó thi thể được đặt vào trong một chiếc rương lớn đưa ra ngoài thành phố và chôn trong ngôi vườn của một giáo sĩ. Người ta xây tường quanh địa điểm chôn sau khi đã rắc lúa mạch xung quanh và cử lính canh gác suốt ngày đêm. Sau 40 ngày, vào ngày 23 tháng 4 năm 1837, ngôi mộ được đào lên. Dù hơi lạnh, nhưng cơ thể Haridas vẫn như trước đó 40 ngày. Người hầu bắt đầu tắm cho Haridas bằng nước nóng, sau đó cho một chút bơ sữa trâu vào miệng ông ấy. Một vài phút sau, đồng tử của Haridas giãn ra. Haridas ngồi dậy và nhận ra nhà vua đang ngồi cạnh mình. Ông thốt lên, giờ nhà vua đã tin tôi chưa? Đây là lần đầu tiên một người nhập trạng thái Chi và thoát khỏi trạng thái này trong thời gian dài được khoa học chứng nhận và đây cũng không phải là lần cuối các nhà khoa học chứng kiến điều đó. Nếu lúc đó không có bác sĩ và nhà nghiên cứu của anh chứng nhận thì người ta sẽ coi đó là chuyện cổ tích. Vào thế kỷ 20 đã có rất nhiều thực nghiệm tương tự đã được thực hiện và đã chứng nhận được sự thật là một số người thiền định có thể nhập Chi. Những năm 1990, kênh truyền hình nước Nga đã chiếu một bộ phim tài liệu trong đó mô tả thử nghiệm đầu tiên của việc chôn người nhập Chi được thực hiện vào năm 1959 tại Trường Đại học Y học Ấn Độ Khoa Sinh Lý. Tại đó, một người thực hành thiền đã chứng minh cho các nhà nghiên cứu là mình đã vào trạng thái Chi 8 ngày Người này đã được đưa vào một phòng nhỏ để theo dõi. Sau 2 giờ trong trạng thái đó, mạch đã đập đến 200 lần trên một phút. Khi ông làm ngừng hơi thở đột ngột thì mạch đập lên 250 lần một phút. Sau đó tự nhiên máy đo nhịp tim không hiển thị nhịp đập nữa. Nhưng ông vẫn sống và ở trong trạng thái tim không đập cả tuần. Đến ngày thứ 8, ngày cuối cùng thì nhịp tim đập trở lại như cũ là 140 lần một phút. Trong phòng, lúc ban đầu khi ông vào là trạng thái trên, 37,2 độ C. Sau 7 ngày thì nhiệt độ có thể giảm xuống 34,8 độ, nhưng sau 2 giờ, nhiệt độ đã trở về mức bình thường. Vào tháng 4 năm 1971, ở thành phố Bombay, người ta đã chôn một người tu luyện 106 tuổi xuống độ sâu 2 mét và không có một chỗ nào để thở, không có nước, không có oxy và ông nằm ở đó một tuần. Khi đào ông lên, các bác sĩ đã xoa bóp làm ông thở lại được và ông đã trở lại bình thường, chỉ sút mất 2 kg. Ông cũng giảm thân nhiệt so với trước một độ C. Ông nói cách ông tắt cơ thể của mình để tự làm sạch thân thể như vậy đã thực hiện hơn 100 lần. Vậy chuyện con người có thể nhập định vào trạng thái Somaji không phải là chuyện hoang đường. Câu hỏi mọi người có thể đặt ra bây giờ là về những người mà các đạo sư vùng Himalaya đề cập đến nhập Somaji để làm gì? Vì sao người ở Tây Tạng nhập định trong thời gian dài? khi giáo sư Modenshev trao đổi với đạo sư Dharam Dajpati tại thành phố Omtrisa về các nền văn minh tiền sử, ông đã nhận được những thông tin vô cùng bất ngờ. Trên trái đất đã có 22 nền văn minh, đạo sư Dharam vào đề ngay. Đúng là các nền văn minh đã đạt trình độ công nghệ có hàm lượng chất xám cao và tự tiêu vong, nạn tự hủy diệt diễn ra hoặc là ở dạng xung đột toàn cầu hoặc là hệ quả của thảm họa vũ trụ do tác động của tâm năng tiêu cực gây ra sau các thảm họa toàn cầu khí hậu trên trái đất thay đổi và chỉ cần khí hậu trên trái đất trở nên thuận tiện cho sự sống loài người lại xuất hiện dưới dạng nền văn minh mới nó phát triển đạt trình độ công nghệ có hàm lượng chất xám cao và lại tự hủy diệt Chúng ta vẫn thường xuyên thấy các tin tức về việc phát hiện những di tích văn minh tiền sử từ khắp nơi trên trái đất. Vậy câu chuyện của đạo sư Daram về 22 nền văn minh đã từng tồn tại và từng bị hủy diệt cũng không phải là điều hoang đường, và có lẽ đã từng xuất hiện không chỉ 22 nền văn minh tiền sử trên trái đất. Nhưng nếu thật sự loài người đã trải qua hàng chục đợt hủy diệt và phục hồi như vậy, làm sao để khôi phục nhân chủng người một cách thuận lợi nhất? Rõ ràng không có chuyện con người 22 lần tiến hóa từ vựa người mà thành người. Theo các tài liệu đọc được, Modese phát hiện rằng nhân loại chúng ta ở chu kỳ văn minh lần này xuất phát từ chủng người Aryan, và người Aryan có nguồn gốc xuất phát từ người Atlant. Đạo sư Daram cho biết, chúng ta thoát thai từ người Atlant. Người Atlant có thể bảo toàn thân thể mình ở trạng thái Sumachi trên Himalaya Phần cao nhất của thế giới, trong thời gian xảy ra đại hồng thủy, sông biển đã không lên tới nơi. Sau này, khi nước đã rút và điều kiện trên trái đất lại khá thuận tiện cho sự sống, các linh hồn quay lại với thân xác người Atlant, về thế là họ lại bắt đầu sống trở lại, gieo hạt giống nền văn minh ngày nay. Điều kiện sống của họ khó khăn lắm, ngoại hình của họ thay đổi dần theo sự thay đổi điều kiện sống trên trái đất và có những đường nét của con người thuộc nền văn minh của chúng ta. Đối với các đạo thầy phương Đông, Somachi cũng tự nhiên và dễ hiểu như định luật Newton đối với các vị vậy. Somachi là điểm cứu hộ duy nhất trong trường hợp nền văn minh tự hủy diệt. Những người nhập Somachi và ở trong trạng thái đó hàng nghìn hàng triệu năm đã hiến mình cho mục đích cao cả, bảo toàn nhân loại trong trường hợp nền văn minh tự tiêu vong. Điều này cũng được Đại đức Sava Manam, Ấn Độ hay vị lạc ma Phật giáo trường phái Bonpo ở Nepal di cư từ Tây Tạng khẳng định với Murashev. Somachi là thời điểm cứu nguy loài người, bởi chỉ có thông qua Somachi mới có thể bảo quản thân thể hàng nghìn năm và trong trường hợp cần thiết nhờ thể xác sống lại, da mềm nền văn minh đã tiêu vong. Một thân thể đã được tạo nên hoàn thiện phải được bảo toàn ở trạng thái Somachi, bởi chỉ có một thân thể như vậy mới đủ khả năng sống sót trong những điều kiện khó khăn của sự phục sinh nền văn minh mới của con người. Người có thân xác ốm yếu, bệnh hoạn không thể định sâu và không chắc chắn, vì lạc ma trường phái Bonbo cho biết nói theo ngôn ngữ khoa học hiện đại của giáo sư Morashev, những người Atlan nhập Somachi và kể cả những người Aryan nhập Somachi hiện nay chính là nguồn quỹ gen của các nền văn minh nhân loại giúp cho con người có thể khôi phục trong các thảm họa toàn cầu. Vậy nguồn quỹ gen của nhân loại hay những người nhập Somachi hiện đang ở đâu? Chúng ta có thể tiếp cận họ hay không? Trên đây là video lý giải về việc chúng ta thoát thai từ đâu và bí ẩn dãy núi Himalaya. Các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về video này nhé. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho New CV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.